quán trên đại lộ quá mọi người, nhìn rất là tội nghiệp. Để gì suốt mấy tiếng đồng hồ chưa nắng nữa. Mình gặp con nào mình cứu con đó thôi, chứ sức của mình đâu thể nào mà giang tay cứu hết được. Con rùa này hôm nay nó may mắn đi, nó gặp em đi ngày rằm nữa, để em cứu được nó em cứu. Chứ giờ mình cứu xong rồi mai cái người ta cũng đi bán nữa hả? Nó nghe em cứu nó mừng quá đó anh ơi. Trên vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ nè mọi người. Đây rùa hay ba ba em? Dạ rùa. Rùa hả? Dạ. Nói đi. Dạ không, nói thiệt con. Dạ không, nói đi. Con rùa lớn hay rùa gì? Dạ. Con rùa lớn hay rùa gì? Rùa... có gì đó. Rùa lớn hay gì? Dạ một đứa. Dạ 2 triệu 2. Con 300 con hay là 2 con 300 anh? Sống không ta? Sống không em? Dạ sống. Sống muôn đời luôn ha. Muôn đời. Rùa mà nó dai lắm anh. Sống hoài. Mà nó sống nước hay cạn? Anh định mua anh thả nó hả anh? Ủa thả chùa hả anh? Dạ. Rồi bạn. Nhưng mà mấy ảnh cũng nua định thả à? Ủa còn nữa hả? Nhiều vậy? À, anh này mua thả chùa nè, cái cũng rất là quý. Anh kia thì mua 2 con này để đem thả vô vườn. Số phận của con lớn thì còn lại là chưa biết như thế nào. Anh em thì sẽ gắng cố gắng mua để mà hỏi thăm mua. Anh thả chùa nào anh? Dạ. Ở nhà anh có cái chùa hả? Ở đâu lần anh? Có tiệm lẻ Tân Phú á. Dạ. Quận Tân Phú hả? Cái con này nó không rú ra nè. Để dụ nó rú ra đi, không thôi nó. Anh đừng đụng nó mắc cỡ, nó không có rú đâu, lát hồi xíu nó mới rú. Con này sao ta? Mình thả nó xuống sông được không anh? Em không biết, nó đậy vô trong cái chùa nó có cái ao mà. Em thấy người ta nuôi cá, nuôi rùa nhiều lắm. Ủa con kia sao nó không thò đầu ra? Con kia sao anh? Trời, em có nói gà nó chết nên là con chó này chứ phải người nó biết sao không? Tại nhát không em bỏ vô cái vỏ. Ủa thường này mình lấy ở đâu anh? Mấy con rùa này mình bắt đâu? Dạ em đặt vớn. Hả? Đặt vớn. Đặt vớn ở đâu lận? Đây thì để mà tìm hiểu để cứu con rùa này nha mọi người. Đặt vớn là ở đâu? Em đặt vớn với một quái rùa bị để
dựng trên cục gạch vậy nè để trưng bán trên đại lộ quá mọi người, nhìn rất là tội nghiệp. Để suốt mấy tiếng đồng hồ chưa nắng nữa. Cái đường nó dài lắm. Dạ. Đường nó dài lắm. Dạ. Rùa này nè, bị đặt trên cái cục đá này nè, bốn cái chân hỏng lên luôn nè. Đói hay sao à? Nó ăn gì anh? Thường thường nó ăn gì anh? Hồ nhà anh nuôi rùa nhiều chưa? Biết chùa à, cái... người ta thấy người ta mua rùa cái cá đang bóng xanh là bỏ đó, rồi mình bữa nay rầm rồi chắc mình đi dọc đường mình thấy mình mua luôn. Các em cũng trả giá con rùa này để em mua em đi phóng xanh nó luôn quá à. Bây giờ mình gặp con nào mình cứu con đó thôi chứ sức của mình đâu thể nào mà giang tay cứu hết được. Hết 300 mấy mua được 2 con. Dạ. Con rùa này hôm nay nó may mắn đi nó gặp em đi ngày rầm nữa để em cứu được nó em cứu. Chứ giờ mình cứu xong rồi mai cái người ta cũng có đi bán nữa hả? Nó nghe em cứu nó mừng quá nè anh ơi. Ha, thì kể giờ xác định rồi, giờ không có nó ở đây mình chứ giờ nó 2,2 triệu cuối cùng chắc cũng phải mua thôi. Và con đi nó tới rồi, đừng nói nữa. Nghe em cứu cái con rùa nó mừng quá. Lên Thiện sẽ cứu rùa nha, bỏ dưới sông nha. Thấy không, vừa đi đổi tiền về là xuất hiện thêm con nhỏ nữa cho nên cái anh này anh cũng mua luôn chứ giờ cứu con kia mà không cứu con này nữa thấy tội. Thì bán ảnh nhiêu rồi anh mua kìa. Rùa lớn thấy mấy con rùa nhỏ được cứu mà nó còn chưa được thì nó buồn quá. Để luôn chứ thiệt. Nhiêu con đó nhiêu nữa? Cho anh hỏi thăm là cái vụ rùa vậy nè, em nói thiệt nha là ở đâu mình có? Dạ đi bắt nhưng của dân người ta bắt được á. Ở đâu là? Ở Long An. Long An mà cụ thể là cái gì? Ở huyện hay xã gì đó? À cái đó là ở ấy anh ở thì nhìn là em ở Long An luôn á, ngay trung tâm Long An luôn. Nhưng mà mấy con rùa này là người ta bắt ở đâu á? Bắt ở trong đồng ra. Đồng hả? Dạ. Mùa nước nó mới có hả? Dạ. Nhưng mà có quanh năm hay là lâu lâu mới có? Nói chung là không có quanh năm, có dịp thì lâu lâu cũng có nhiều mà có khi thì không có gián đoạn. Gián đoạn là nó nhiều không em? Nó tự nhiên hả? Dạ tự nhiên. Mà thường em bán vậy để người ta ăn thịt hay gì? Không, ta phóng sanh với ta nuôi là nhiều, có người bắt người ta mới ăn thịt. Còn người Nam mình là chỉ có bởi vậy người ta là chỉ có mua xong ta thả ra sông, còn không là người ta ở nhà ta có hồ, có điều kiện vuông vuông lớn á, ta nuôi. Cái này em mua lại hay là em bắt? Dạ mua lại. Mua lại hả? Dạ. À. Chứ không phải mà như người. Nhưng mà sáng giờ là bao nhiêu con rùa rồi? Thì có nhiêu đó đó. Bao nhiêu con? 13 con em bán cho cái chú đó đó, nãy đó hai con nhỏ đó. 5 con mà, 3 con nhỏ với hai nhỏ kia, 5 con nhỏ. Đó. Mấy con lớn? Con ông lớn à. Phải không? Dạ, con lớn sáng giờ. Mà theo em biết kinh nghiệm thì ví dụ con rùa này giờ là nó sống ở đâu nó sống được? Dạ chúng thả xong. Xong hả? Dạ xong rồi. Hôm nay thì anh cũng làm từ thiện á. Dạ. Anh muốn em cũng giúp anh đi trong cái vốn của em đi. Dạ. Con rùa lớn này nè, anh muốn mua để mà anh cứu nó. Tại vì thấy những cái con rùa nhỏ mà được cứu rồi mà con này không được cứu thấy tội nghiệp quá. Mấy dù em để nó treo leo nắng nôi vậy nó không ăn không uống gì nó sống nổi không? Không, mình thả ra sông là không sống anh. Hả? Dạ thả ra sông là không sống. Sống không? Sống. Không ý nói em để nó vậy nè cả ngày vậy nó có bị ảnh hưởng không? Dạ không. Em rưới nước cho nó một cái đi rồi nói chuyện với anh. Em thường thường là phải rưới nước để tiếp nước vô cho rồi. Rưới nước hoài à.
chung là em cũng cưng ông lắm, bị ổng là bán ra đồng tiền để nuôi vợ nuôi con em mà em cũng đâu có để cho ông. Ủa em kêu nó bằng a à, con rùa bằng ổng hả? Dạ. Theo em kinh nghiệm thì với con rùa đó là khoảng bao nhiêu năm tuổi em trai? Thì mấy người dân tộc ta đếm mai đã biết với em chứ cũng biết. Mà em đó nó khoảng nhiêu? Chục năm à. Chục năm à, kêu bằng ông rùa hả? Dạ. À, hôm nay em bán bao nhiêu ông rồi? Cũng đi lên nó khi ngày bán được như 3-4 ngày nay em bán không được. Rồi đem về. Dạ. Ổng ăn gì? Rau muống dưa leo có vậy em tắm rửa ổng cái em bẻ rau muống á, dưa leo sắc mỏng cho ổng ăn rồi cái cho ổng có sức đằng mơi lên mình bán được cho người ta. Ờ. Có khi đi chợ 4-5 ngày luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Bây giờ cái vốn này em bán anh khoảng nhiêu? Em nói đi, anh cũng không có tiền nhiều, anh đi làm công nhân à, mà anh thấy anh cũng muốn thì mình nói chung là không thể nào mình giăng tay mình cứu hết được, nhưng mà thấy cái gì mình cứu cái đó thôi. Đúng không em? Vốn mình để sao để được. Thì nãy giờ bán lời mấy con nhỏ rồi, giúp anh đi, anh không có tiền nhiều, cứu ổng đi em. Kìa, yeah. Nãy giờ nó nghe anh cứu quá à, ông rùa cứ ngóc đầu lên giống như mừng lắm á em. Rồi thì ổng biết chứ ổng như người ta mình nói có cái anh gì trong đây nè, dẫn ra anh nói đọc kinh gì là ổng rớt nước mắt luôn. Nhưng mà tại vì em cũng biết sao đâu, được giá mới bán, được giá nhiều vậy nhiêu. Mua thiệt cho để anh đó là 7 đó. Là tính anh 1,5 triệu thôi. Không được. Hả? Không được. Được là em để liền chứ anh thấy tao em kêu người ta là tới 2,5 triệu đó. 2,5 triệu đâu mà tại vì anh đâu khinh khinh ổng vô đây giùm anh nghe coi. Khinh ổng vô đây. Nói bên thiệt thì em để chứ. Phải là nói rằng ấy đâu. Ổng bò không? Dạ bò. Cho ổng ăn gì đi. Rồi mai rồi bắt nữa hả? Dạ không có. Ví dụ giờ bỏ ông xuống sông thì ổng có xuống sông lớn á, sông Sài Gòn được không? Dạ được, sông lớn á, được sông mà có bãi á, mình để cho ổng. Rồi người ta bắt nữa sao trời? Ổng đói nè em ơi. Dạ đói. Ông rùa ơi, con cứu ông nha. Ở tính anh 1,6 triệu thôi nha, được chưa? Nãy em lấy của anh 50,000 rồi. Nếu được thì hai anh em đi em chở theo, phải bỏ vô thì bỏ vô bịch hả? Dạ bỏ vỏ cho anh với xong anh thả hả? Dạ. Em có đi với anh không? Dạ không. Vâng, rồi mai em có nữa hả? Dạ không, em chưa dịch bệnh thì em không có lấy bán nữa đâu. Được. Biết sao như dịch bệnh em có đi nữa, đường xa vợ sợ này nọ, về con em nhỏ thôi, có thời tháng nắng em bán. Qua dịch bệnh này, không bán. Nhưng mà có ai mà nói em là bán rùa này là không tốt hay cái gì không? Có ai nói không? Thì Mỹ Thái Giang cũng có người dạy người khác, chứ đâu phải mà ai cũng tốt hết hay xấu hết. Không mà họ người ta nói thì cái tâm người ta đúng thì của người ta thôi, còn chặt thì kệ người ta. Chứ giờ em cũng không biết sao để mình nói người ta nữa. Cũng có nhiều người nói này nói nọ, nhiều người ta cũng cái tâm ta nói rồi. Thì mua thì mua vậy thả vậy thôi. Còn nhiều người nói ác quá này nọ mà. Nhưng mà mục đích của em bán là để cho người ta mua phóng sanh hả? Dạ phóng sanh với người ta có ra vuông. Cái chú nãy hai con nhỏ là thải dưới vườn người ta thải vậy đó. Ví dụ anh vừa thả xong mà em thấy em bắt ông thí dụ á. Em bữa em thả cặp ở dưới đảo Kim Cương nè. Em về trước mặt em luôn vậy nè. Em mà bắt cái xe đụng chết em luôn, em thề vậy đó. Không bao giờ. Thà em mua người khác em đi bán em kiếm lợi tiền lời, chứ không giờ mà em cầm em đi bắt ông lợi. Vậy cái đó cái duyên cái lòng của người ta rồi. Người ta thả ông đi rồi mà mình làm như vậy là không còn cái gì nữa hết. Em nói còn con nhỏ nhà không phải nói. Được rồi, khỏi thời anh biết rồi. Nãy ông rùa nghe anh nói là cuốn ổng ổng mừng lắm á. Ổng ngóc cái đầu lên riết à. Nha, tính anh 1,6 triệu nha. Rồi thôi để anh trả tiền cho em rồi em bỏ ông vô bịch giùm anh đi rồi anh đi thả ông. Nay ngày rằm Lan Thiện cũng phát tâm từ cái sự giúp đỡ của các cô chú bác mạnh thường quân, thì Lan Thiện quyết định mua ông rùa này để mà đi thả ông ngoài sông Sài Gòn để cứu ông. Thì nói chung là trên quá trình đi làm thì cũng gặp nhiều lắm, nhưng mà gặp thì lúc nào thì cứu lúc đó ha em. Rồi bỏ cho anh đi. Rồi xong rồi đi ông ơi. Tâm sự với ổng đi. Dạ. Thiện trả cho
em 1,6 triệu nè ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh. Hiện đã đến cái bãi đất cũng rất là hoang vắng ở ven sông Sài Gòn. Sở dĩ mà Lê Thiện cố tìm cái chỗ mà hang vắng này để thả ong rùa xuống cho khỏi bị người khác phát hiện cũng như là chặn bắt. Nhà Lê Thiện vô cái khu mà này nó cũng rất là dơ nè, đôi dép của Lê Thiện nè đính đầy sình luôn rồi, cái chân cũng vậy nè. Đang cố gắng tìm cách để thả củ rùa. Giờ Lê Thiện sẽ mở bịch mà để mà thả củ xuống ha. Đất ở dưới rất là mềm mà cũng đang cố gắng đứng canh để khi nào mà cụ bò xuống sông rồi thì Lê Thiện sẽ mới đi về. Cụ ơi, cụ bò đi nha cụ. Lê Thiện thả cụ rồi, ở đây nha cụ nha. Đây à, đây à, cụ rùa đi đi cụ, phía xa là sông á. Cụ bò đi đi. Ủa sao cứ ngắt chết rồi. Những cái bịch à. Cụ đi đi. Cái đầu cụ đâu rồi? Cái này cái đuôi. Ai à, chết chết chết. Này lúng xuống là lúng liền. Chết rồi. À, rồi cụ bò đi nha cụ. Bò đi đi cụ. Người ra rình á, cụ đi đi, cụ đi về với lại sông Sài Gòn đi, đó, Lê sẽ đứng đây canh, chừng nào cụ đi bò xuống sông thì cụ Lê mới đi, nha nè cụ. Đây, cụ đang hít thở cái không khí rất là dễ chịu mọi người, rất là dơ ở đây, sình không à, mà để từ từ cụ bình tĩnh lại. Rồi cụ bò xuống sông, Lê Thiện sẽ ở đây để mà canh. Chừng nào cụ bò đi thì Lê Thiện mới đi. Đó, cụ bắt đầu bò rồi. Wow, quá tuyệt vời. Những hình ảnh rất là thiêng liêng đang diễn ra trước mặt chúng ta. Niềm mong muốn của Lê Thiện đã thành sự thật. Cụ đang từ từ tìm xuống cái sông để mà về với thiên nhiên. Cụ đang giáo giác nhìn xung quanh có phải là sự thật hay không khi mà mình đã được trở về thiên nhiên. Đó là những gì từ cái sự giúp đỡ của các mạnh thường quân đã cho Lê Thiện cái chi phí này để mà làm được cái điều này. Mong rằng cụ sẽ bò xuống dưới sông đi chứ đừng có ở trên này thì sợ là sẽ lạc vào tay của những người mà không tốt nữa. Cụ đang nhưng mà cũng may là trong này có cũng vắng lắm mọi người, không sao đâu. Chết rồi. Để lên hiện cố tìm cái cây để đuổi cụ, cho cụ quay cái đầu lại để mà ra sông. Cụ đang tìm thức ăn chắc. Hay là cụ đang nhìn Lê Thiện nè, chắc cụ đang cảm ơn Lê Thiện hay sao á. Cụ ơi, cảm ơn tất cả mạnh thường quân nha cụ. Cụ rùa Lê Thiện nhớ hoài cái câu lúc xưa có đi học thì cũng có nói là thương thay thân phận con rùa, lên đình đội hạt, xuống chùa đội bia, thể hiện cái sự mà linh thiêng của rùa. Ở đình, ở chùa gì cũng có mặt hết. Thank you.
người em đặt cụ rùa xuống sông nha mọi người. Nãy giờ lên thuyền đi bị lúng quá trời luôn, giờ là cho cụ đi. Rồi ok, em đặt xuống, đặt xuống. Rồi có rượu rồi bay bò về xong luôn nha. Cảm ơn em. Rồi cụ rùa đã chính thức bơi về sông Sài Gòn, qua mình về thiên nhiên. Chào, Lên hiện vừa mới thực hiện xong cái buổi phóng sinh con ong rùa ngay chỗ sông Sài Gòn. Khu vực này rất là hoang vắng, sình lại không à, nè quý vị thấy không? Nhưng mà rất vui. Thế là giờ này là cũng gần trưa rồi, chắc hôm nay không đi làm được, phải về thay đồ tắm rửa thôi. Nhưng mà rất là vui vì đã làm được một cái việc ý nghĩa, cứu cụ rùa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.